về người thông minh nhất thế gian. Thực ra là ca khúc Trái Tim Nhân Mã là một ca khúc đã được phát hành trước dự định của Duy đó. Bởi vì là theo kế hoạch của công ty thì đến bây giờ nè, năm nay nè thì mới bắt đầu giới thiệu ca khúc này. Nhưng mà tới cái thời điểm mà sinh nhật của Duy là 30 tháng 11 năm ngoái á, thì các bạn fan đang rất là trông chờ vào một cái bài hát mới, một bài hát về Thanh Duy. Cả ekip quyết định là thôi giờ mình giới thiệu trước cái bài này đi, rồi là để chúc mừng sinh nhật cho Duy. Rồi sau đó thì mới bắt đầu là quay MV để tới bây giờ thì mới có thể là phát hành được. Thanh Duy dựa vào tình cảm của khán giả dành cho Duy để thực hiện cái MV lần này. Quản lý của Duy là đạo diễn Thăng Long cũng đã dựa trên cái ý tưởng đó. Cái hình ảnh một cô gái ở trong MV này đó là giống như là hình ảnh đại diện cho những cái bạn fan mà lúc nào cũng muốn được gặp Thanh Duy. Và đó cũng là một cái lời mà Thanh Duy muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các fan của mình. Một cách mà Thanh Duy có thể chăm sóc các fan một cách gián tiếp. Và các bạn thấy được hình ảnh của mình ở trong cái cô gái đó. Thanh Duy quay MV này thì có một kỷ niệm vui là thời điểm đó là thời điểm ở Vũng Tàu đang sắp bão. Ekip là phải là chạy đua với thời gian, bởi vì là có cái cảnh mà quý vị xem, cái cảnh mà Thanh Duy nhảy ngoài biển á, là lúc đó Duy lúc đó là bão bùng, gió thổi rất là mạnh, quý vị nhìn kỹ thấy những cây dừa là siêu vẹo luôn, nhưng mà vẫn phải nhảy, và cát thổi và đầy miệng luôn, nhưng mà vẫn phải cười, vẫn phải nhảy, vẫn phải hát theo. Đó là một cái kỷ niệm rất là vui. Tới chừng mà vừa nhảy xong là chạy vô nhà liền, tại vì bão sắp tới rồi, là khung cảnh xung quanh là tối hù luôn. Rất là nhiều những cái điều khó khăn mà thực hiện, ví dụ như là cái cảnh ở hồ bơi và ban đêm là phải quay lúc 3 giờ sáng, tại vì là mưa. 9-10 giờ lẽ ra cảnh đó sẽ quay xong sớm á, nhưng mà vì mưa cho nên là phải đợi tới tạnh mưa là bắt đầu từ 1-2 giờ sáng mới bắt đầu quay được cảnh đó. Quay xong là mọi người rã rồi.